thì tại làm sao bạn đó lại muốn làm mai mình cho bạn của bạn đó. Con mới nói là thôi chị cảm ơn, và bạn kia cứ nhất quyết là năn nỉ là không, em thấy chị rất là hợp với anh đó, hay là chị cứ gặp anh đó một lần đi. Thì bạn đó năn nỉ con là thôi chủ nhật chị lên sân cầu lông đi, rồi sau đó chị có thích anh hay không thì mình tính tiếp. Vậy là con cũng 5 lần 7 lượt con từ chối. Hôm thì con mệt, hôm thì con bận về quê, hôm thì con đi công tác, con không lên, bởi vì cố tình không lên. Dạ đúng rồi, bản thân mình không muốn chuyện đó. Em cứ đánh đi, rớt trái nào anh sẽ đỡ cho trái đó. Và thực tế là con đánh rớt tùm lum hết, và anh đỡ cho con và hoàn toàn không một lời trách móc gì hết. Mà còn cổ vũ con là em cứ đánh đi, cố lên. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình. Con tên là Trương Ái My, con 30 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng ạ. À, quê con ở Bạc Liêu, hiện nay con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Phật và quý vị xem chương trình ạ. Con tên là Phạm Anh Hùng, con hiện tại là kỹ sư công nghệ thông tin. Con năm nay 34 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau ta? Dạ, tụi con được làm mai ạ. Một người bạn của anh, con là khách hàng của bạn đó, thì tự nhiên một hôm bạn đó sang bên công ty con để nhờ con ký hồ sơ. Tối hôm đó đi về, các bạn đã nhắn tin cho con là: chị ơi, em thấy chị rất là hợp với một cái anh bạn của em nè, để em làm mai cho chị nha. Thì khi mà con nghe bạn đó nhắn tin cho con như vậy đó, thì con cũng rất là ngạc nhiên. Con nghĩ là ô, người này không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đó đến giờ như thế nào. Thì tại làm sao bạn đó lại muốn làm mai mình cho bạn của bạn đó. Con mới nói là thôi cho chị cảm ơn. Và bạn kia cứ nhất quyết là năn nỉ là không, em thấy chị rất là hợp với anh đó, hay là chị cứ gặp anh đó một lần đi. Thì cái bạn đó với chồng con là hay đánh cầu lông chung với nhau ngày chủ nhật. Thì bạn đó năn nỉ con là thôi chủ nhật chị lên sân cầu lông đi, rồi sau đó chị có thích anh hay không thì mình tính tiếp. Vậy là con cũng 5 lần 7 lượt con từ chối. Hôm thì con mệt, hôm thì con bận về quê, hôm thì con đi công tác, con không lên, bởi vì cố tình không lên. Dạ đúng rồi, bản thân mình không muốn chuyện đó. Mình nghĩ là mình quen cũng nhiều người mà còn chưa ăn ai nữa, thì huống hồ chi là làm mai một người mình không biết ở đâu ra. Đúng rồi. Dạ. Mà bạn đó rất là kiên nhẫn, 3 tháng. Con thấy dài quá nên con nghĩ bụng là thôi mình cứ lên đại một lần đi, rồi sau đó mình sẽ nói là chị không hợp với anh đó đâu. Thì con cũng giống vợ con đó, là con không có tin lắm vào cái chuyện mai mối. Hay một cái là thời điểm mà vợ con từ chối các kiểu thì thời điểm đó con cũng bận tùm lum hết. Con cũng không chờ bạn tới, tức là nếu như mà có duyên thì mình gặp. Và chưa chắc là gặp xong mình sẽ hợp với nhau. Đúng. Dạ. Thì đẹp trời ngày hôm đó vợ con lên, và ngày hôm đó con cũng sắp xếp được con lên. Anh này vô trễ hơn con, mặc áo thun quần xà lõn đồ mà đi đến cầu lông, mang đôi dép lào lẹp kẹp, xách cái giỏ đi tân 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 vô. Ấn tượng đầu tiên là cũng không có gì gọi là quá là ấn tượng với mình. Nhưng mà con gặp vợ con thấy thì sao? Dạ, thấy tất nhiên đầu tiên là xinh rồi. Đúng rồi, đúng không? Do là trường hợp mình đi đánh cầu lông chung nên là các anh chị trong đó cũng tạo điều kiện cho hai đứa đánh đôi. Thì con thì đánh giỏi lắm, không biết đánh cầu lông là như thế nào. Còn anh chồng con thì anh đánh rất là hay. Thì khi đó anh đứng ở sau lưng con và anh nói với con như vậy nè: em cứ đánh đi, rớt trái nào anh sẽ đỡ cho trái đó. Và thực tế là con đánh rớt tùm lum hết, và anh đỡ cho con và hoàn toàn không một lời trách móc gì hết. Mà còn cổ vũ con là em cứ đánh đi, cố lên. Thì tự nhiên chính cái bản khắc đó, dạ đúng rồi, mình lại cảm giác cái người đàn ông này tạo cho mình một cái sự an toàn. Có nghĩa là họ sẵn sàng, họ che chở cho mình không vì bất kỳ một cái lý do gì hết, là điểm tựa sau lưng của mình. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Mà sau đó thì sao nè? Dạ thì sau khi kết thúc cái buổi đi chơi ngày hôm đó thì anh đưa con về tới nhà luôn. Và đây là người đầu tiên mà mẹ con nhìn thấy mặt. Và con hay gọi tình yêu của tụi con là tình yêu sấm chớp á, là cái gì nó cũng nhanh hết. Không đúng đối tượng đó. Dạ. Đúng tần số là nó nhanh thôi ạ. Dạ. Hai đứa chính thức quen nhau là bao lâu? Dạ, 1 tuần sau đó ạ. Cũng nhanh. Sau đó 1 tuần có một cái sự kiện là anh có đám cưới của người bạn. Dạ, thì anh mới rủ con đi theo. Xong tăng 1 đám cưới thì đi tới tăng 2. Thì sau khi đi tăng 2 xong thì lúc đó cũng chính là cái khoảnh khắc mà anh đề nghị với con là thôi em làm bạn gái anh đi. Thì con thấy vợ con là một người phụ nữ rất là hiện đại. Một người phụ nữ mà con nghĩ là con đang tìm kiếm. Vợ con rất là tri thức. Thì nên con nghĩ là đây là thời điểm mình nghĩ là mình nên tỏ tình với cô ấy. Để mình có thể danh chính ngôn thuận, mình đi một cái bước gì nó xa hơn. Rồi tới cái giai đoạn cầu hôn đi. Lúc đó con đang ở với em gái, và em gái còn đang đi học. Con có nói với anh là nếu như mà mình có dự định mình cưới nhau á, mình đợi thêm 2 năm đi. Để cho em lo cho em gái xong cái đã. Lúc đó thì em có chồng, em sẽ không có phải lo lắng nhiều. Thì tới cái ngày hôm đó là ngày 2 tháng 9. Anh mới ôm con rồi anh mới hỏi là: em có nghĩa là em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có cái điểm gì mà em không hài lòng mà anh phải sửa không? Mới con mới nói là không, đối với em anh là một người rất là hoàn hảo rồi. Cái lúc đó anh mới móc chiếc nhẫn ra. Xong anh mới nói với con là nếu như mà em chỉ còn lo cho em gái thôi thì em lấy anh đi. Anh hứa là anh sẽ cùng với em lo cho em gái. Hay quá. Và lúc đó thì con rớt nước mắt luôn.
Hay. Tức là về hình ảnh không lãng mạn nhưng mà nội dung mà nó quá là cảm xúc á. Thật sự em hơi bị cảm động á. Một cái sự chia sẻ rất chân thành, nó rất đàn ông á. Và tới bây giờ là hai vợ chồng đã lấy nhau 5 năm rồi. Và chưa một lần nào anh không làm được cái lời anh đã hứa đâu. Đến cái khoảnh khắc này, anh nghĩ là nếu mà em gái của em có xem á, chắc bạn ấy sẽ rất là xúc động. Là hai đứa có em bé chưa? Dạ tụi con có 3 đứa con. 5 năm 3 đứa. Dạ. Thôi mình chuyển qua một cái trang mới đi. Dạ. Mình chuyển qua một cái chương mà sao coi như là em ơi, anh nghĩ chắc chồng em hoàn hảo quá rồi. Không có một cái tật xấu gì phải không em? Dạ. Thôi bây giờ hỏi chồng trước đi. Chồng nãy giờ chồng cũng ngồi im lặng. Có những cái tật xấu rồi. Là có những cái tật gì mà con chưa hài lòng đó. Vợ con rất là nóng tính. Đúng đúng. Cái khoảng thời gian mà con còn quen vợ á, đôi khi mình có cái chuyện gì xích mích á, vợ con rất là im lặng. Thì con hỏi tại sao vậy? Cái kêu là tại em, để em suy nghĩ, em không có muốn nói những cái lời mà gây tổn thương tới anh. Cái lúc đó con mới nghĩ là nó cũng không quá đến nỗi mà sao vợ nói nó khá nghiêm trọng đó. Thì sau này con mới biết đó là khi mà về vợ con khá nóng tính. Khi nóng tính rồi á thì thường là hay dùng những cái lời nói nó làm cho mình bị tổn thương. Nó khó nghe làm tổn thương người khác để làm hạ hỏa mình chứ không để giải quyết vấn đề. Nhưng mà chưa bao giờ vợ thể cái sự nóng tính đối với con, nó là sự may mắn luôn á. Trong 5 năm luôn. Dạ đúng rồi, chưa bao giờ vợ thể cái sự nóng tính với con, nhưng mà vợ rất là nóng tính với người khác. Ví dụ như vợ con hay đặt hàng online đó, thì khi ví dụ như có trường hợp mà cái anh shipper anh kiếm đường quá khó, anh mất thời gian anh kiếm, khi anh tới, anh đã tới anh còn càm ràm nữa. Cái vợ con là đuổi về luôn. Anh đi về đi, em không nhận hàng nữa. Hay là lúc đó xong shop, bên shop với bên shipper phải gọi lại đi xin lỗi vợ con. Hoặc là ví dụ như là có đợt con đi rửa xe á, thì sau khi rửa xe xong thì cái anh dắt xe ra thì một anh khác lùi cái xe máy về, lùi xe ô tô về, nó làm đổ cái xe máy của con, nó bị chảy xước. Thì cái anh dắt ra anh xin lỗi, nhưng cái anh làm đổ xe không xin lỗi. Thì con thấy cũng bình thường thôi mình nhá, nhưng mà vợ con thì không, vợ con sẽ ra làm lớn chuyện. Tại sao lại như vậy? Tại các anh phải đền bù các kiểu la 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 la. Tội luôn. Dạ. Con nghĩ là đụng chuyện một cái ha, là người ngoài là chết với tôi nghe. Dạ đúng rồi. Nhưng mà với gia đình là nhưng mà cái đó là tính tốt. Thì chú này là lành quá, chú lành quá. Cho nên là chú thấy cái đấy là cho là nóng tính. Vợ của con là đúng sai là rõ ràng. Dạ, dạ đúng rồi. Chồng con sợ là con nóng tính xong gặp một người khác cũng nóng tính theo. Thì nhiều khi nó sẽ có những cái chuyện xung đột không hay. Cái đó là cái ảnh sợ chồng con sợ như vậy đó. Dạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái cách mình nói thôi. Dạ. Con sau này con cứ những cái đó là mình cần phải lên tiếng. Dạ, nhưng mà rồi, mình nói cái cách nào để mà mình sẽ không bị cái gì và người ta phải hiểu được là người ta sai. Thứ hai con nghĩ là online shopping khá nhiều. Đó. Có nghĩa là có những cái món đồ mà mua mà không xài. Dạ, đúng rồi. Đó là vấn đề. Nhưng mà cái tật này của con là tại ảnh mà ra. Ủa tại sao? Ảnh chiều con á, cô chú con nhìn thấy một cái món gì đó con hỏi, ơ chồng có cái món này hay quá nè. Xong chồng kêu múc đi vợ, múc đi, thì mình cứ múc thôi. Mà ảnh chưa bao giờ anh ngăn cản con là thôi vợ ơi, cái món đó mình không cần tới. Rồi lại bị cái tội yêu vợ quá. Tính ra là cũng do ổng luôn đó. Đúng không? Tại vì những cái món đồ nó giá trị nó cũng không đến mức là quá cao để mình. Có đồ của con mua cho ảnh á, thì ảnh mới kêu là thôi anh không cần đâu, thì lúc đó con mới không mua. Thường đồ cho vợ hay cho con là cứ múc đi vợ. Ngoài cái chuyện mà online shopping với các nền tảng á, vợ con còn coi cả livestream. Lâu lâu thì có những cái người ta có promotion á, người ta khuyến mãi vào đêm thôi, 12 giờ đêm. Sang sale. Dạ đúng rồi, sang sale là vợ con sẽ mở, nhưng mà vợ con ngủ. Và nhưng tới giờ đó không biết nó có cái keyword gì hiện lên trên vợ, và vợ con tỉnh lại. Thì có một hôm á, con thấy vợ con ngủ con không biết. Con tắt luôn điện thoại, sáng sau vợ con mất sang sale. Thôi mà làm cho một trận. Hay sao lại tắt điện thoại là các kiểu, cái bạn không biết. Nhưng mà tại vì thực ra con thấy thức đêm nhiều quá nó không ảnh hưởng. Không, cái đó là xấu rồi. Đó. Có nghĩa là chị em mình dịch lá tìm sâu quá chị ha. Cho cháu nó mong luôn là vợ thay đổi điều gì. Hy vọng là vợ con nó sẽ cải thiện được cái sự nóng tính. Không phải là đúng là đúng sai đúng, nhưng mà khi mà mình dùng từ ngữ mình dùng nó sẽ hợp lý hơn để cái người nghe nó hài hòa. Chính xác. Dạ. Chồng con lo lắng là chính xác. Dạ. Dạ. Rồi giờ tới mi đó. Dạ, chồng con có một cái tật là ở quá sạch. Một ngày phải tắm ít nhất là 2 lần. Tối là sáng một lần, tối một lần. Còn nếu như mà ví dụ như đi ra ngoài giữa ngày á, cũng phải tắm một lần nữa. Tắm là gội đầu rồi chải tóc này kia là 10-15, chải tóc là 15 phút đồng hồ trong đó. Và rất là kỹ. Con nhiều khi bận con á, nhiều khi tối là mình vẫn chưa có thời gian để mình chăm sóc cho bản thân của mình á. Mình cảm giác mình hơi, mình ngại là mình không biết ngồi gần chồng mình luôn á. Còn ảnh lúc nào cũng sạch bông, thơm phức. Bận cái nào bận cũng phải đi vô tắm nữa tiếng đồng hồ. Chải đầu bằng 15 phút mình sạch. Dạ dạ. Có thể gọi là tật xấu đó. Có những người ha, họ sạch đến cái mức họ nhìn động thấy vi trùng á. Tại chỉ có cái tật xấu à đúng không? Hay dạ, còn nào nữa? Hay ngoáy mũi xong chay tùm lum. Xấu á, cái đó xấu á. Dạ mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Thật ra là con thấy chồng con như vậy là đã được rồi. Với con là con không có bất kỳ một yêu cầu gì đó anh phải thay đổi nữa. Chính vì cái tính của anh như vậy nên là cái sự nóng tính của con mới không thể hiện trên anh. Riêng anh
là con rất là kiềm chế. Bởi vì con nghĩ là chồng mình tốt như vậy đó, không xứng đáng để nhận lấy cái cơn thịnh nộ của mình dán lên trên. Tâm lý quá. Nên là mình không có nói bất kỳ một lời nào, mình sợ làm tổn thương anh á. Cho nên là có thể phẫn nộ với người khác nhưng mà không bao giờ mình phẫn nộ với chồng mình. Hay quá. Vậy là con sửa được cái tật nóng tính của con rồi, đúng không? Tại vì khi con đã kiềm chế được với chồng con cũng có thể kiềm chế được với những cái đối tác khác để cho tránh cái sự nguy hiểm xảy ra cho mình. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bà chồng nghe. Chúc cho hai đứa cứ như thế mà cứ yêu thương nhau và tận hưởng cuộc sống này nha. Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều. Hai bà chồng rất là tươi. Mặc dù thời gian rất là lâu đó nhưng mà vẫn tươi tắn. Đợi rất lâu nhưng mà vẫn tươi tắn đúng không? Rồi, mời hai bạn tự giới thiệu về chính mình. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân. Bây giờ mình nói lớn lên nha. 2 3. Lớn hết. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. À. Dạ. Rồi, mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục, hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Đúng rồi. Hay hết chị hả? Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ, thì hai vợ chồng em thì quen nhau, cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng là vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng thì sau đó thì em mới vào làm. Rồi ban đầu thì chữ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh. Thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nên là nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sợ lỡ thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỗi hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nếu vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Không, thật ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái một tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lủi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với cái ngoại hình của Phúc như vậy á thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ, thực sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á, ảnh gầy lắm, ảnh có hình như có hơn 45kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45kg là nhìn giống như que củi á. Đặc như là cái tăm xỉa răng đấy. Em định nói á. Ốm hả? Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ, còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm nên là ấn tượng ban đầu mà nói hơi thô tí là nói sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Lại thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á, nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? Hồi đó là em khoảng 30-40kg á. Trời ơi, luôn chơi lịch ba mấy ký bên trên, 4-5kg. Trời đất ơi, hai cái tâm xỉa răng gặp nhau đó. Cái này cái tâm tre, còn cái kia cái tâm trúc. Ủa nãy nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, bà té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bả lại si cà que nữa. Có 33kg hả? Rồi bả lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị cho ngộ ta. Hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà lại có người yêu đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm. Đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò. Hôm hem. Rồi giờ sao? Sao mà có cảm tình rồi? Từ lúc nào hai đứa thích nhau? Ai cua ai nè?
Dạ, thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp á, họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á, tự nhiên không biết sao giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng về cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Ừ. Mình là để ý. Sự uyên bác đúng không? Ừ. Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải, năng lượng, đúng không? Đúng không? Dạ, cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? Tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ, chắc cái suôn sẻ, thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận như là vợ cua chồng hay chồng cua vợ đó. Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Tại sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ. Thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè, nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì thấy ô, lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale, sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ đúng rồi, tươi nên á. Là ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó, và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến thôi là xấu. Và bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo, tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Với thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa em muốn ngủ quá chị ơi. Với lại dạ không em nhắn nhiều. Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà người ta ở chi nhánh người ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Hồi sáng có đi làm không? Dạ đi làm, rồi sao cả em, lúc mà em bị như vậy em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết, tâm trạng em biết sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì mình thấy tự nhiên mình thấy có một ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Vì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới, thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán. Nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về sự xa hơn. Mình thấy mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim. Thì em hẹn nhau đi coi phim, 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được. Cho tới 7-8 giờ tối cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có nghĩa là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao? Anh kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng mà khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, rồi có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên, rồi tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa, cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên là giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi sau đó thì bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác,
lạ. Thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta, rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng một hai lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn, tại vì em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thông thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây thôi. Dạ, nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau đúng không? Sau dạ. khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Dạ, cũng rồi bắt đầu bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào lúc đi làm là đã thấy rồi đúng không? Là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không, tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại đó. Cái đó đúng không? Dạ. Ừ, vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh rồi mình lại mắc phải cái bệnh đó? Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc rồi dạ, ban đêm thì phải hơi nóng và phải cạo cái lớp vẩy đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À, em thật ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là con mình cũng hiểu thôi, vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình ngoại nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người, thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Còn là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy, và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẩy ra cả nếu không biết cái này. Nên là nói không có cả không có mặc cảm hay không thể nào có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Dạ. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi. Trời ơi, mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chữa hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Ồ, thì chị. À, là chồng dắt đi chữa hay là sao? À, cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, nhiều khi em để có những đang sử dụng phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mà tốn kém là như thế nào, em có thể chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. À, gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm lại chị. Yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô Hà Phúc? Kể cho anh nghe đi cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác mốc định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới có nghĩa là được gần 7 năm đó. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta mà biết ta son hay không son à? Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời, hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Và anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay. Đúng nhưng không? Mà hai vợ chồng có muốn có con chưa? Không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Đang ngứa mồm ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Sanh một lần một cặp luôn. Cho nó khỏe. Hiểu không? Rồi. Bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau.
Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc yêu nhau là có gây lộn rồi, chia tay chia chân luôn á, rồi chặt chân chặt tay rồi cũng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi rồi này cái nọ đó. Không có drama nhiều không? Thì nó là ú à là quá nhiều luôn đó. Dạ rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần trời ơi, nhiều lắm. Dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rầu đi cho đỡ mệt đó. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn Hoàng Quốc hả? Đó rồi sao, hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh. Ý là tụi em chia tay nhiều lắm, mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á, là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Có nghĩa là cứ có người cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau? Tức là những cái gì? Điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm hồi xưa. Thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là anh không nhau về những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện, giống như mình bận làm mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cô ghen cho cô, đó là em cảnh báo anh. Cô định không xài chữ cô ghen vợ nha. Tuần trước. Rồi sao? Và thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi, thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ là cảm thấy thiếu thiếu, có bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm chi để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi về. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều, nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau dài nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Còn hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch, nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập lo lắng về tuổi tác? Đâu, kế hoạch sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á. Có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu có nghĩ là ông chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó rất là chính trực, mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Em về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ, nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nói bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn. Thực ra không phải, em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó em thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy hiểu không, xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì mà không để chị hỏi này, chị tò mò quá. Có nghĩa là sao vậy, sao có hai đứa trong phòng mà em làm gì đó đang đợi tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người nhớ chừng. Ở chung phòng là ở đâu, là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi cái chơi đó là ở chung phòng đó, hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên hai đứa ở chung phòng về trễ quá, nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó thuê thì kêu thuê hai phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nữa, đêm rồi ai vô thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không
nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả? Không, ổng nói á, sau này ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ, sợ đúng không? Giữ không phải tôi có sự giữ sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Đúng rồi, đó, chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi, đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình, đúng không? Đúng không? Hay. Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thật ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á, thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ, thường là chu kỳ vào mùa đông á, mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ đỡ nặng. Dạ thì em có đề cập nó là mình cũng, thật ra em cũng lúc đó cũng lớn tuổi rồi nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên á là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà, cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình. Đó. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết, rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa, còn là ảnh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là mà em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em